Liên quan đến việc Quốc hội Israel cấm cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc hoạt động tại Israel và khu vực Đông Jerusalem, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã lên tiếng phản đối lệnh cấm này, đồng thời cảnh báo lệnh cấm trên sẽ gây ra những hậu quả tai hại. Cụ thể, cơ quan này của Liên Hợp Quốc khẳng định lệnh cấm sẽ gây hậu quả nguy hiểm với công việc cứu trợ Liên Hợp Quốc tại bờ Tây, Dải Gaza và Jerusalem. Đây cũng là cơ quan gần như duy nhất đang thực hiện công tác cứu trợ nhân đạo ở Gaza. Kể từ khi xung đột bùng phát tại đây, đã có ít nhất 223 nhân viên của cơ quan này thiệt mạng. Trong khi đó, đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cũng cho rằng lệnh cấm của Israel có thể dẫn tới cái chết của nhiều trẻ em hơn và sẽ là một hình thức trừng phạt tập thể với người dân Gaza khi hệ thống nhân đạo sụp đổ. Một loạt quốc gia trên khắp thế giới cũng chỉ trích động thái của Israel. Mỹ, Anh và Australia cũng nhấn mạnh vai trò cứu trợ nhân đạo của cơ quan Liên Hợp Quốc, cho rằng quyết định của Tel Aviv là sai lầm. Theo Bộ Ngoại giao Pháp, việc thực thi luật sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đối với tình hình nhân đạo tại Gaza, cũng như với tất cả các vùng lãnh thổ Palestine. Trong khi đó, Thủ tướng Ireland hối thúc EU xem xét lại quan hệ thương mại với Israel.